chuyện là ô chê này nói chuyện đó. Cứ đọc thử con này 0847 khi mà hồi chơi thôi lại giờ cũng thêm à 114777 à giờ cả chúng ta cứ lấy cái máy chụp cái dầu nó tối nay sẽ là cứ xả xuống cứ dầu là ăn bơ hồ để tối nay nè ấy chỉ nó tiêm một cái giờ phải tiêm một cái mùn đá hết chị giờ cái mà giờ cái nào cái gì mà cái mùa hậu đây là tao nè cái này mùa cỏ lớn cho nhiều xét rồi nè xem mà hôm nay có chị xuống gõ lên xin gửi hội cho chị dân của tần cái tuổi dù sao có tiêm một bể răng ma thế bây giờ chè tần khoảng 3:30 nó sẽ 4 giờ chè một bể chè tôi có hết tiêm một đả huyền thế nè chè gì thuận đường ok là hết xin nè à ít liệu cũng mà tôi to thế to mà giờ tôi to xem mà cũng học cả cơ rồi giờ tỷ cơ thế nè ơ vậy mà ơi cú xe có lùi lùi tôi cú sang những xe cây liền đất kia xe má chà chà các bạn hãy tôi thấy cháu lùi cầu gió luôn là tôi mở cái chú bước công tay hồi giờ ní hôm mai nè còn nhà sảy mông nói chị ní mông hàng thế tôi nói ô bước mông hàng đó gì đây ôi ôi chàng giống mùa dạ kệ chị cũng sao mà cũng lên đó sao giờ nãy chị ô lên giống một tí chị lên một cái kè nét tu hay là tu là chị cũ tu tỏ nè cũ nhớ tỏ bờ hồ con nét tu chị cũ như những gì cả lẽ cũng mà tu tỏ nét sơ cú tiếng gà to ra mít tôi cũng đón được chết bể nào hả ta xin mà nên hôm nay mà ít chỉ nên tôi hết chết bây giờ chúng mày sẽ chờ dừng cầu này.